Học cô. Hello, làm nốt cái bài đấy chưa con? Con chuẩn bị nốt rồi. Nhưng mà Ừ. câu số bài chưa chuẩn bị. Ok. Thế là đọc lại cho cô cái số là test 6, test 2 reading đúng không? Nào, chơi bài nhá. Ok. Bài này làm chưa? Bài một á, bài một làm rồi. Ừ, đọc đáp án cho cô. Sai. C C Ừ, C là sai. vâng. Câu này này, watch repairs là sửa đồng hồ. Warnings to customer. Warning kiểu là cảnh báo ấy, nhưng mà đây dịch là cảnh báo thì nó hơi Hơi sai. không phải, nó hơi sai mà nó hơi nặng nề một chút. Warning customer, con chỉ cần dịch là thông báo tới khách hàng thôi, được chưa? All unclick items will be sold after 12 months. Tất cả các mặt hàng mà không được uncollected, có nghĩa là con hiểu nhá, ở đây là một cái cửa hàng sửa đồng hồ đúng không? Sau khi mà sửa xong, được chưa? Tập trung vào. Sau khi mà sửa xong mà khách hàng không đến lấy thì những cái sản phẩm như thế này, những cái sản phẩm mà không được đến lấy về ấy, thì sẽ được bán sau 12 tháng. Được chưa? Ví dụ con mang ra cái quán đồng hồ đấy con sửa xong rồi con quên không lấy về, thì sau 12 tháng thì cái đồng hồ con sẽ bị bán. Được chưa? Đó. Đáp án A này. This shop will sell customer watches within 12 months. Câu này sai hoàn toàn này đúng không? Cửa hàng này sẽ bán đồng hồ của khách hàng trong vòng 12 tháng. Câu này sai hoàn toàn. Câu B. Cửa hàng này sẽ giữ đồng hồ của khách hàng cho đến 12 tháng, cho đến khi 12 tháng. Nghĩa là sau 12 tháng thì người ta sẽ không giữ nữa và người ta sẽ bán đi. Thế vậy ở đây phải là đáp án B. Còn đáp án C nhá. Cửa hàng này sẽ chăm sóc đồng hồ của khách hàng hơn 12 tháng. Câu này sai hoàn toàn rồi. Làm sao có thể đáp án C được? Được chưa? Thì nó phải là đáp án B. Được chưa? Tiếp tục. Câu 2. C Câu 3. C Câu 4. I Câu 5. D Chính xác. Tiếp tục. Này làm rồi này. Bài này cũng làm rồi. Bài làm chưa con? ai chưa làm ạ? Ok, làm đi. Câu 21, 22. Làm nhanh nào.
Xong chưa bạn? Đang đúng không? À không rồi, hai trang mà đang Đúng đọc được đúng không? C Dạ. 12. À, chính xác. Tiếp tục làm câu 23, 24, 25 cho cô. Rồi. Ok, chữ bài. Câu số 23. D, chính xác. D. Và câu này sai. What my visitor at an exhibition say about a chosen work? Câu này sai hả? Ok, thôi lần nào mình cũng sẽ phải đọc bài này. Thì đây là mình sẽ đọc bài nhá. Mà trước tiên thì cô dịch cái phần câu hỏi của cô 25 đã. What might a visitor at the exhibition say about artisan work? Ở đây cái từ artisan work ấy, từ work này nó không dịch là việc với nghĩa việc làm đâu nhá. Mình sẽ phải dịch là gì? Gì Tác phẩm. Mà khách tham quan tới cái không đợi thì đóng cửa Ok, khách tham quan tới cái khu trưng bày, cái phòng trưng bày này thì nói gì về tác phẩm của Atreson? Nhớ nhá, từ work này nếu nó là danh từ thì con nên dịch với nghĩa là tác phẩm nhá. Danh từ nó còn là việc làm nữa nhưng mà mình nên nên có những cái nghĩa khác, ví dụ ở đây trong đây thì mình sẽ phải ghi là tác phẩm bởi vì nó liên quan tới trưng bày, được chưa? Nào đọc bài này nhá. Crouchy Atreson. The painter Crouchy Atreson was born in Scotland. He came to London intending to study law, but went to art school instead. There he found the tradition drawing classic difficult, but still kept on painting. In his late 20s, he was given money by the Italian government to study art and became interested in early art Italian artists, which shows in some of his work. He loved the green and browns of Italian fields and the clear light there, and wanted to put this light into his paintings. This led him to paint color thinly on
one on top of another from light to dark, but he insists he's never sure what the result will be. He says, "It's a secret because I don't know myself. I don't start by painting yellow knowing I'm going to put anything on top, like most talented people. Attrition makes it so easy. Anyone can do the color, you can buy them. I simply notice that you put the color next to. Unlike some artists, he never does drawing before he starts the paintings, as he feels that if he did, he might get bored and not do the paintings afterward. Instead, Attrition trains his painting many times before they are finished. This explains why his favorite models are people who don't start to see their pictures while he's painting them. If I feel they're worried and want to look at the painting, I can't do it. Since moving to London years ago, he has not felt part of Scottish painting since. He says he's not interested in following any tradition, but just paints the way he can. However, his work still influences young British painters. Nào, cô dịch bài này. Karit Attrition. Họa sĩ Karit Attrition sinh ra tại Scotland. Anh ấy đến London vì ý định học luật nhưng thay vào đó thì anh ta lại học trường nghệ thuật. Ở đó thì anh ta thấy các lớp vẽ truyền thống rất là khó nhưng mà vẫn tiếp tục cố gắng vẽ. Vào cuối những năm 20, anh ta được chính phủ Ý cấp tiền để theo học nghệ thuật và bắt đầu quan tâm tới những nghệ sĩ Ý thời kỳ đầu. Điều này thể hiện ở một trong số những cái tác phẩm của anh ta. Anh ta yêu màu sắc và các màu nâu ở những cánh đồng tại Ý và ánh sáng trong trẻo ở đó, và muốn đưa ánh sáng này vào các bức tranh của mình. Điều này khiến cho anh ta vẽ các... Đợi cùng chút, cô phải cho cái sạc. Nó sập nguồn thôi đấy. Đợi một chút. Tiếp nhá. Đến đâu rồi nhỉ? Điều này khiến anh ta vẽ các cái mảng màu mỏng chồng lên nhau ấy, từ sáng tới tối. Nhưng anh ta khẳng định rằng là anh ta không bao giờ chắc chắn là kết quả nó sẽ như thế nào, hay là anh ta không bao giờ biết chắc về cái kết quả đấy. Anh ta nói đó là một bí mật bởi vì tôi thậm chí còn không hiểu bản thân của mình. Được chưa? Tôi không bắt đầu bằng cách sơn màu vàng. Tôi biết rằng tôi sẽ đặt bất cứ cái màu gì lên trên, giống như hầu hết các người bạn tài năng. Attrition làm cho mọi việc nghe có vẻ dễ dàng. Ai cũng có thể làm được màu sắc. Ai cũng có thể làm được những cái điều này với màu sắc. Bạn có thể mua chúng. Tôi chỉ đơn giản nhận ra được là bạn nên đặt màu nào, xếp chồng lên màu nào. Không giống như một số nghệ sĩ thì anh ta không bao giờ vẽ trước khi sao nhỉ? He never does drawing. Anh ta sẽ không bao giờ vẽ trước khi mà anh ta bắt đầu một buổi học vẽ. Khi mà anh ta bắt đầu vẽ một bức tranh. Vì anh ấy cảm thấy rằng là nếu anh ấy làm như thế thì anh ấy có thể cảm thấy buồn chán và không tiếp tục vẽ được nữa. Thay vào đó, Attrition đã thay đổi các bức tranh của mình nhiều lần trước khi chúng được hoàn thành. Điều này được giải thích rằng là tại sao những cái người mẫu yêu thích của anh ấy là những người không được yêu cầu là cho xem ảnh của họ trong khi anh ta vẽ. Nếu mà tôi cảm thấy lo lắng, tôi cảm thấy họ lo lắng và muốn xem xét vẽ, xem và muốn xem trước bức tranh thì tôi sẽ không thể vẽ được. Từ khi anh ta chuyển tới London vài năm trước thì anh ta đã không cảm thấy mình là một phần của bối cảnh hội họa Scotland, có nghĩa là cái gọi là gì nhỉ? Anh nghĩa là anh ta không còn cảm thấy mình hợp ấy, không còn cảm thấy mình hợp với cái hội họa, cái phong cách nghệ thuật tại Scotland nữa. Anh ta nói rằng anh ta không quan tâm tới việc tuân theo bất kỳ truyền thống nào mà chỉ vẽ theo cái cách mà anh ta muốn. Tuy nhiên thì các tác phẩm của anh ta vẫn ảnh hưởng tới nhiều họa sĩ trẻ người Anh. Được chưa? Vậy mình chữa câu 25 này nhá.
What might a visitor at an exhibition say about artisan work? Một người khách tham những cái người tham quan từ cái phòng trưng bày thì sẽ nói gì về tác phẩm của artisan? Các bạn có đáp án A hả? I love his Được. painting of Scotland, which are very similar to a number of other Scottish painters. Câu này nó sai ngay câu vừa cô vừa dịch. Anh ta không còn cảm thấy là anh ta không còn cảm thấy mình là một phần của cái bối cảnh hội họa, nghĩa phong cách hộ cái phương hướng hội họa của Scotland nữa. Chính vì thế nên câu này người ta nói là tôi rất là yêu thích những cái bức tranh hiện tại của anh ta vẽ về Scotland, ở Scotland. Nhưng cái bức tranh này thì rất là giống với rất là nhiều những cái họa sĩ Scotland khác. Câu này sai chứ? Thế thầy, anh ta không cảm thấy anh ta hợp với cái xu hướng hội họa của Scotland nữa. Được chưa? Vậy thì nó phải là đáp án B. You can still see the influence of history to Italy in some of those pictures. Bạn có nhìn thấy được, bạn có thể thấy, vẫn có thể thấy được sức ảnh hưởng của chuyến đi tới Italy trong một vài cái bức hội họa của anh ta. Được chưa? Câu này khó. Câu này khó, phải đọc kỹ và dịch, sẽ dịch mà dịch hiểu thì mới làm được. Bài này làm chưa? Chưa. Chưa? Ok, làm đi.
Yeah. Ok, nào, chữ bài. Câu 26. Chính xác, đúng. Chính xác, đúng, đúng, đúng. Câu 32 sai rồi. Both of. Làm gì có both of that đâu con. Both là hai rồi. Hai thì phải số nhiều chút. Mà ở đây Rồi. thì that không phải này. Số that là số ít này. What sai này. Who's là của ai cũng sai này. Vậy chỉ có C thôi. Sao có đấy sai. Cô ba ba Rồi. chính xác. Đúng rồi. Ok. Đọc câu này nhá. Đọc bài này. People began to keep animals in zoos over 3,000 years ago when the rulers of China opened an enormous zoo called the Garden of Intelligence. In many of the early zoos, animals were taught to perform for the visitors. This no longer happens, and it is accepted that the purpose of zoos is for people to see animals behaving naturally. Today, most cities have a zoo or wildlife park. However, not everybody approves of zoos. People who think that zoos are a good idea to say they provide us with the opportunity to learn about the natural world and be close to wild animals. Both of these could not be possible without zoos. On the other hand, some people disapprove of zoos because they believe it is wrong to put animals in cage and argue that in zoos, which are not managed properly, animals live in dirty condition and eat unsuitable food. Dịch bài này nhá. Họ Có cần gì không? Nhưng mà bài này dễ quá. Con muốn cô dịch bài này đúng không? Ok. Nào, mọi người bắt đầu giữ động vật ở trong sở thú khoảng hơn 3.000 năm trước, khi những người cai trị Trung Quốc đã mở một cái sở thú khổng lồ được gọi là khu vườn trí tuệ. Rất là nhiều năm về trước, sorry, trong nhiều sở thú đầu tiên, động vật được dạy để trình diễn cho những cái du khách. Điều này không còn nữa, điều này không còn xảy ra nữa, nhưng mà cái mục đích của sở thú, người ta chấp nhận rằng là những cái mục đích của sở thú là dành để cho những cái mục đích của sở thú là dành để cho con người có thể nhìn động vật một cách có thể nhìn thấy động vật cư xử, nghĩa là nhìn thấy những cái loài động vật nó sinh sống tự nhiên nó như thế nào, thấy chưa? Ngày nay hầu hết các thành phố đều có vườn thú hoặc là cái công viên động vật hoang dã. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ được not à không phải ai cũng ủng hộ về sự tồn tại của sở thú. Những người mà nghĩ rằng sở thú là một cái ý tưởng tốt họ để họ có thể cho mọi người cái cơ hội để được khám phá về những thế giới hoang dã và gần gũi hơn với động vật hoang dã. Cả hai điều này sẽ cả cả hai điều này thì không thể ba ba là gì? Cả hai điều này sẽ không thể làm được nếu mà không có sở thú, nghĩa là mình sẽ không thể khám phá thế giới tự nhiên và mình cũng không thể gần gũi được với những cái loài động vật hoang dã nếu mà không có sự tồn tại của sở thú, này chưa? Tuy nhiên, xét về mặt khác, nhiều người thì lại không ủng hộ sở thú bởi vì mọi người đó tin rằng là thật là tồi tệ khi mà nhốt động vật ở trong lồng. Và mọi người tranh lập luận rằng là trong sở thú mà không có rồi, which are not mà không được giám sát một cách chặt chẽ thì những con động vật này có thể bị sống trong những cái điều kiện rất là bẩn và ăn những cái đồ ăn nó không hợp vệ sinh. Đã rõ cái bài này chưa hả Hoàng? Ạ. Ok, nào, chưa học tiếp thoát ra và lại cho cô đã.